Cho nên kính thưa quý của ông bà và anh chị em, chiều ngày hôm nay, lễ lòng thương xót Chúa cuối cùng của năm âm lịch, chúng ta được lắng nghe đoạn tin mừng trong phúc âm của Thánh Gioan kể lại sự kiện những giây phút cuối cùng của Chúa Giêsu trên thập giá, những lời cuối cùng của Chúa Giêsu nói với Đức Mẹ. Khi ấy đứng gần thập giá, Đức Giêsu có thân mẫu người, chị của thân mẫu bà Maria vợ ông Clopas cùng với bà Maria Magdala, và đây là những lời cuối cùng mà mẹ Maria được nghe từ đôi môi con yêu dấu của mình. Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Đức Giêsu nói với thân mẫu rằng: "Thưa bà, đây là con của bà." Kính thưa quý của ông bà và anh chị em, nếu mà chúng ta nghe lời Chúa Giêsu nói với Đức Mẹ như vậy, chúng ta sẽ cảm thấy có cái gì đấy không ổn. Tôi cảm thấy như thế này. Trong phúc âm kể về cuộc đời của Đức Mẹ thì không nói rõ Đức Mẹ thọ đến bao nhiêu tuổi. Nhưng mà khi đọc một số sách đạo đức ấy, thì thấy có sách ghi lại là Đức Mẹ thọ 70 tuổi. Trong thời gian 70 tuổi đời của Đức Mẹ ở trần gian, có lẽ giây phút Đức Mẹ được Tổng lãnh Thiên thần Gabriel báo tin được trở thành mẹ của Đấng Cứu Thế là giây phút Đức Mẹ hạnh phúc nhất. Còn giây phút đau khổ nhất, đó là giây phút chiều thứ sáu mà mẹ Maria đứng dưới chân cây thập giá để hiến tế con mình, chứng kiến những giây phút đau đớn và những giờ phút cuối cùng của con duy nhất và yêu dấu của mình, thì đó là ngày và là giờ đau đớn nhất của Đức Mẹ. Nhưng chúng ta thử nghe là giây phút ấy mà lại nghe những lời cuối cùng của con yêu dấu như thế này. Khi Đức Mẹ đứng cạnh Thánh Gioan thì Chúa Giêsu nhìn xuống nói với Đức Mẹ: "Thưa bà, đây là con của bà." Có bao giờ chúng ta thắc mắc là tại làm sao và hà cớ gì Chúa Giêsu là một người con có hiếu với Đức Mẹ mà lại thốt lên với mẹ là bà? Nó làm cho chúng ta nhớ tới câu chuyện mà Chúa Giêsu cùng với Đức Mẹ đến dự tiệc cưới Cana hôm xưa. Và khi thấy hết rượu thì mẹ Maria nói với Chúa Giêsu: "Con ơi, họ hết rượu rồi." Thì Đức Chúa Giêsu cũng thốt lên một câu gần gần giống như thế: "Thưa bà, điều đấy can gì đến bà và tôi? Giờ của tôi chưa đến." Kính thưa quý của ông bà và anh chị em, Chúa Giêsu là một người con rất có hiếu thì không thể thốt lên với Đức Mẹ cái câu mà chúng ta nghe nó chói tai như vậy. Vậy tại sao mà rõ ràng trong phúc âm chúng ta nghe thấy các cha đọc như vậy? Và chúng ta có thể có sách Tân Ước ở nhà, chúng ta bỏ ra, chúng ta kiểm chứng là đúng là các cha đọc đúng trong phúc âm. Thì kính thưa quý của ông bà và anh chị em, theo như tôi, có lẽ Chúa Giêsu sẽ thưa một cách rất bình thường như những người con có hiếu. Nghĩa là ở tại tiệc cưới Cana thì khi Đức Mẹ bảo là "Con ơi, họ hết rượu rồi", thì có thể Chúa Giêsu sẽ nói với Đức Mẹ: "Việc ấy chẳng liên quan gì đến mẹ và con, bởi vì giờ đây là giờ mà con chưa tới, tức là cái giờ mà con phải làm phép lạ, hay là phải ý Đức Chúa Cha muốn mẹ." Theo tôi nghĩ như vậy. Hoặc là trên cây thập giá khi nhìn xuống mà thấy Đức Mẹ đứng gần cạnh Thánh Gioan thì Chúa Giêsu sẽ phải nói Đức Mẹ: "Mẹ ơi, Gioan bên cạnh là con của mẹ." Ai trong chúng ta cũng nghĩ như tôi, đặc biệt con cái của lòng thương xót. Nhưng tại sao Chúa Giêsu lại bảo là: "Thưa bà, việc đó can gì đến bà và tôi, và thưa bà, đấy là con của bà"? À, kính thưa quý của ông bà và anh chị em, hoặc là chăng giáo hội sau này hiểu được cái ý nghĩa cuộc đời của Chúa Giêsu mà tôn vinh Đức Mẹ với cương vị rất đặc biệt, cho nên đã đặt vào môi miệng của Chúa Giêsu một cái câu nói mà bình thường thì kính thưa quý của ông bà và anh chị em không hiểu. Không hiểu. Và đôi khi có thể có người không hiểu thì cho là Chúa không có hiếu. "Thưa bà, việc đó can gì đến bà và tôi?" Hoặc là: "Thưa bà, Gioan đấy là con của bà." Thì kính thưa quý của ông bà và anh chị em, ý nghĩa có lẽ như thế này.
Chúa Giêsu khi đến thế gian có một người mẹ, và người mẹ này đã cộng tác với Chúa Giêsu để thực hiện công trình cứu độ. Và trong các con cái của loài người thì riêng người phụ nữ này là người đẹp lòng Đức Chúa Trời hơn cả. Kính mừng Maria, bà đầy ơn phúc. Cho nên người đồng hành với Chúa Giêsu 33 năm ở cùng với Đức Mẹ đấy, là Chúa Giêsu đấy, là chính là mẹ Maria. Cho nên đến cái giây phút mà mẹ Maria xin với Chúa Giêsu là con ơi, họ hết rượu rồi. Và đặc biệt cái giây phút mà Đức Mẹ đứng dưới chân thập giá, mà Chúa Giêsu nhìn xuống thấy Đức Mẹ, thì cái giờ phút tưởng là giờ phút đau khổ ấy, tưởng là Chúa nói câu không có hiếu với mẹ, nhưng thực ra Chúa lại phong cho Đức Mẹ một cái tước vị mà, kính thưa quý của ông bà và anh chị em, không có một ai có thể có tước vị đó. Tôi sẽ cắt nghĩa, quý của ông bà và anh chị em, con cái lòng thương xót, chiều ngày hôm nay chúng ta hiểu. Nếu Đức Chúa Giêsu nhìn xuống và thấy Đức Mẹ đứng cạnh Thánh Gioan, Chúa Giêsu nói như chúng ta hiểu: mẹ ơi, từ nay con không còn, thì Gioan sẽ là con của mẹ. Nếu Đức Chúa Giêsu mà nói với Đức Mẹ như thế đấy, thì Đức Mẹ chỉ là mẹ của ông Thánh Gioan thôi. Đấy, Chúa Giêsu chối Đức Mẹ cho ông Thánh Gioan. Vậy là từ hôm nay Đức Mẹ trở thành mẹ của Thánh Gioan. Nhưng Đức Chúa Giêsu lại không muốn Đức Mẹ chỉ là mẹ của Thánh Gioan. Nhưng Đức Chúa Giêsu lại muốn: mẹ ơi, từ giờ phút này mẹ trở thành mẹ của cả nhân loại. Thì Đức Chúa Giêsu phải dùng một ngôn ngữ khác. Đấy, Chúa Giêsu không bảo là: mẹ ơi, Gioan bên cạnh là con mẹ. Nhưng Chúa Giêsu phải bảo: thưa bà. Tại sao lại thưa bà? Bởi vì Chúa Giêsu muốn nói với Đức Mẹ: thưa mẹ, ngày xưa có một người phụ nữ đã từng cám dỗ người chồng để đưa tội lỗi vào thế gian, đó là bà Eva. Thì hôm nay cũng phải có một bà, nhưng bà này là tuyệt vời vô cùng, để trở thành mẹ của cả nhân loại. Thì thưa bà, Gioan là con bà. Thưa bà, từ hôm nay bà sẽ là mẹ của tất cả nhân loại. Thì kính thưa quý của ông bà và anh chị em, tuyệt vời lắm. Đấy, tuyệt vời lắm. Đấy là lý do mà Chúa Giêsu không nói với Đức Mẹ: mẹ ơi, Gioan bên cạnh là con mẹ. Nhưng Chúa Giêsu nói với Đức Mẹ: bà, thưa bà, đây bà từ ngày hôm nay sẽ trở thành một người mà thay cho cái bà Eva ngày xưa phạm tội đấy. Thì bà sẽ là người phụ nữ duy nhất trở thành mẹ của cả nhân loại để cứu chúng sinh khỏi lầm lạc tội lỗi. Mẹ sẽ là mẹ của tất cả chúng sinh, chứ không phải chỉ là một mình Gioan mà thôi. Cho nên kính thưa quý của ông bà và anh chị em, như vậy cái buổi chiều năm xưa, khi Đức Mẹ mà đau đớn từ buổi sáng đã theo con mình lên đỉnh đồi Calvario, và suốt từ 12 giờ trưa cho đến 3 giờ chiều, Đức Mẹ đứng đấy để chứng kiến 3 giờ thiêng, 3 giờ Chúa hấp hối. Và đến đúng 3 giờ mà Chúa tắt thở, và trước khi tắt thở thì mẹ được lãnh nhận cái quyết định của con yêu dấu mẹ là Đức Chúa Trời. Trước khi tắt thở phong cho mẹ là mẹ của cả nhân loại. Cho nên buổi chiều thứ sáu năm xưa là một buổi chiều rất đau đớn, rất cơ cực của mẹ Maria, nhưng lại là một buổi chiều mà vinh dự nhất, ơn sủng nhất, lớn lao nhất và vĩ đại nhất đối với Đức Mẹ. Chính vì thế, kính thưa quý của ông bà và anh chị em, đành rằng ngày hôm nay là ngày thứ sáu cuối năm âm lịch, chỉ còn mấy ngày nữa là chúng ta bước sang năm mới Nhâm Dần 2022. Nhiều việc lắm, nhiều việc lắm ấy. Có những người chúng ta là con cái của lòng thương xót, thì thực sự kính thưa quý của ông bà và anh chị em, đến được nhà thờ đã là quý, ngồi trong nhà thờ để lần hạt kính lòng thương xót Chúa chiều hôm nay đã là quý, tham dự thánh lễ lòng thương xót Chúa đã là quý. Nhưng cái đầu này, công việc này, nó làm cho chúng ta chia trí nhiều lắm. Nhưng dầu chúng ta chia trí, dầu thi thoảng có cái điện thoại teng 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 teng, còn sướng chán, sướng chán. Đấy, tại sao lại sướng? Lạy Chúa con, chính lúc cái buổi chiều thứ sáu nó quý như thế này mà con vẫn đến được trên đỉnh đồi
của nhà thờ núi Đào Hòn Gai đến để lần hạt lòng thương xót Chúa, đến để cùng với quý cha quý sơ và con cái của lòng thương xót cử hành thánh lễ 3 giờ chiều thứ sáu cuối cùng của năm âm lịch. Thì kính thưa quý của ông bà và anh chị em, không phải ai cũng được ơn ấy đâu, không phải. Mà vì thế có những điều, có những ước nguyện, có những mong muốn mà chúng ta đã xin với lòng thương xót Chúa nhiều lần rồi, chúng ta chưa được. Nhưng kinh nghiệm của tôi nhé, giống như kinh nghiệm của Đức Mẹ, thì có biết đâu là buổi chiều thứ sáu hôm nay, khi chúng ta bỏ và gác lại biết bao nhiêu công việc để đến với lòng thương xót của Chúa, để dâng lời tạ ơn và cầu nguyện cho con và toàn thể nhân loại, thì biết đâu ngày hôm nay cái ơn ấy đến với chúng ta và đến với gia đình. Đức Mẹ có biết đâu là khi vất vả theo con của mình lên đỉnh đồi Canvario và đứng đấy để mà hiến tế con mình, Mẹ biết đâu là trước khi tắt thở, con của Mẹ là Thiên Chúa đã ra quyết định mà tuyên bố: Mẹ ơi, từ ngày hôm nay Mẹ là Mẹ của cả nhân loại. Thưa bà, đấy Gioan là con bà. Cho nên ý nghĩa lắm, ý nghĩa lắm ấy. Mà ngày hôm nay thì tôi thấy nhà thờ cũng tương đối đông. Tiếc ấy, là tiếc ban thường trực hội đồng mục vụ, mấy ông chánh, ông chùm ban hành giáo ấy, mấy buổi chiều thứ sáu tôi thấy bao giờ cũng có mặt, nhưng hôm nay là không có mặt. Không phải là tôi trách đâu, là bởi vì hôm nay chương trình là đi Tết các cha phụ tá, đi từ sáng rồi. Tiếc không cơ chứ. Đấy, tôi bảo như thế mai các ông về tiếc lắm, tiếc lắm. Bởi vì tại sao? Chỉ cần lễ xong thôi mà xuất hiện không làm lại được. Làm gì còn? Đến chiều ngày hôm sau, tức là ngày thứ sáu mà giờ phút thiêng lên 3 giờ chiều thứ sáu, chiều hôm sau ai mới biết ý, mới chạy đến lạy Chúa con, đấy là chiều thứ bảy rồi. Làm gì còn chiều thứ sáu nữa mà. Đấy, cái giờ ơn phúc đấy nó chỉ có lúc đấy thôi. Cho nên kính thưa quý của ông bà và anh chị em, chúng ta phải tạ ơn. Giờ phút chúng ta bỏ ra chiều ngày hôm nay quý lắm. Mà tôi nghĩ là có những người có thể xem qua truyền hình trực tiếp thôi, mà dự lễ lòng thương xót, mà cũng hiệp thông đấy và xin ơn ấy, thì biết đâu chiều ngày hôm nay được cái ơn mà mình và gia đình mình xin biết bao nhiêu lần. Giống như Đức Mẹ, giống như chúng ta, tôi nghĩ Chúa sẽ mở rộng lòng nhìn đến con cái của lòng thương xót, và biết đâu ơn ấy chiều hôm nay đến với chúng ta và gia đình. Amen.